Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Fortuner máy xăng 2 cầu các anh chị, được sản xuất vào năm 2010. Xe này bên Huy mới vừa lái về các anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Bảo dưỡng hãng đầy đủ nha các anh chị nha, full lịch sử hãng. Xe còn rất là mới, thì hiện tại thì chiếc xe này bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm đẹp, làm Marukuri 2010. Xe này thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 440 triệu. Huy sẽ sơ bộ cho anh chị nắm về tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của sản phẩm để anh chị mình xem. Nếu như mà thích về sản phẩm này thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Giá cả khá là phải chăng, chỉ 440 triệu là chúng ta có thể sở hữu được sản phẩm này rồi các anh chị. Mọi thứ còn rất là chắc luôn. Thì mình sẽ đi một vòng để anh chị và các bạn xem qua về sản phẩm. Vỏ anh chị ha, còn rất là dài luôn. 2010 thì mấy hôm trước thì bên Huy cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm xe Fortuner 2 cầu 2010, 2011, nhưng mà hầu hết là khách hàng đã mua hết rồi các anh chị. Nhưng mà những cái sản phẩm đó thì so với sản phẩm này thì Huy thấy là chất lượng không bằng sản phẩm này các anh chị. Vì xe này cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng, đi cũng khá là ok. Biển số thành phố nha anh chị nha, biển số thành phố. Thì anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Biển số này là 64268 các anh chị. 68 đuôi, biển số thành phố. Sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số luôn. Với Oppo Kit ở phía trước. Đây, đèn anh chị. Vỏ. Trước bên tay. Anh Phát nhận làm xe này anh Phát. Đúng rồi. Xe này đẹp anh Phát. Đẹp. Đẹp. Xe này cũng mà. Dạ, xe bảo dưỡng hãng đều anh. Đây vỏ anh chị. Đó, vỏ Skoda. Đó, còn rất là dài luôn nha anh chị nha, gầm bệ. Đó, ok các anh chị. Thì sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất thì xe này thì anh Pháp cố vấn dịch vụ sẽ nhận xe vô để làm đẹp, làm Marukuri. Và chiếc xe này thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng 176 hạng mục, thì đảm bảo cam kết với anh chị xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, cùng với đó là tình trạng xe thì anh chị yên tâm, xe này lịch sử hãng thì khá là đầy đủ, cho nên anh chị không lo gì cả. Ok, thì Huy sơ bộ một vòng để anh chị nắm về kiểu dáng cũng như là về phần ngoại thất của xe. Thì tiếp theo Huy sẽ đi một vòng bên trong nội thất cũng như là động cơ để anh chị và các bạn mình xem chi tiết hơn về chất lượng của sản phẩm. Đây các chị, Huy mời các chị cùng Huy xem nội thất bên trong của sản phẩm. Xe 7 chỗ ha, 7 chỗ anh chị ha. Đồ nghề, con ngồi đầy đủ. 7 chỗ gầm cao, có màn hình gối đầu luôn. Và đây ghế, anh chị nhìn nè. Da này là da nguyên bản theo xe nha các anh chị. Anh chị nhìn không? 2010, rất là chất lượng luôn. Ở trên trần thì chủ xe đã bọc ni lông trần rồi. Tiếp theo Huy sẽ đi ra phía trước cho anh chị mà xem. Đây anh chị xem ha. Còn rất là đẹp luôn các anh chị. 2010. Nhưng mà chắc xe thì còn rất là mới và đẹp. Anh chị mua những sản phẩm này về mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí luôn. Bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp Marukuri, vệ sinh sạch sẽ ha anh chị. Vệ sinh sạch sẽ. Ok, đây chị đầu DVD nha. Đầu DVD. Rồi mình xem sơ qua về phần động cơ. Xem qua về phần động cơ. Bên Huy sẽ bảo hành động cơ hộp số cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Với giá bán là 440 triệu thì Huy nghĩ đây là một trong những sản phẩm phù hợp với rất là nhiều khách hàng đang có nhu cầu mua xe về sử dụng cho gia đình mình. Ok, rồi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo.
Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình, tôi sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.